28. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 28, Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 1002 năm, Ngài thọ 112 tuổi, ở nước Nam Ấn. Cha là Bồ Hương Chí, vua nước này. Mẹ Ngài là Hoàng hậu Chi Hương Phấn. Ngài là Hoàng tử thứ ba. Ngài rất thông minh và có tài hùng biện không ai qua Ngài được. Nhân ngày giỗ ông nội Ngài, cha Ngài có thỉnh tổ Bát Nhã Đa La đến cúng dường. Nhờ vậy, Ngài gặp được tổ Bát Nhã Đa La. Tổ nghe Ngài là người lý luận vô song, nên có thử tài trí của Ngài. Tất cả những gì tổ hỏi, Ngài đều giải thông suốt. Tổ Bát Nhã Đa La hỏi Ngài, những việc trong sinh tử luân hồi, ngươi có thích không? Ngài trả lời, luân hồi là của thế gian, những thứ hèn ấy không ràng được tôi. Mong Thầy tiếp nhận thân tôi, tìm đường giải thoát, không còn trầm luân. Tổ Bát Nhã Đa La nghe Ngài trình bốn câu kệ, tổ bằng lòng nhận Ngài làm đệ tử và nói với Ngài, nếu ngươi muốn theo ta tu đạo thiền, hãy xin vua cha và hoàng hậu. Nếu hai vị đồng ý, ta sẽ nhận. Ngài liền trình xin phụ vương và hoàng hậu cho Ngài theo tổ học đạo thiền tông. Phụ vương và hoàng hậu bằng lòng, nên Ngài theo tổ Bát Nhã Đa La từ lúc ấy. Ngài theo học với tổ Bát Nhã Đa La được 7 năm. Một hôm, Ngài đốn cây để làm nhà trù. Cây vừa ngã vào vách đá phát ra tiếng kêu lớn. Bỗng thân tâm Ngài như mất rất lâu. Ngài hỏi tổ, khi con nghe tiếng cây ngã đập vào đá, con nghe rất xa xăm và thân tâm con dường như đã mất. Đó là gì? Xin tổ giải thích cho con rõ. Tổ liền nói với Ngài, con nghe vật lý chát tai, tiếng nghe vật lý theo hoài trầm luân, tiếng nghe thanh tịnh lại bừng, bừng vì vật lý đã dừng với con. Nghe tổ dạy bốn câu kệ, Ngài biết mình đã giác ngộ thiền tông, nên cố gắng giữ tâm mình thanh tịnh dài lâu hơn. Cách một tháng sau, làm nhà trù vừa xong, tổ gọi Ngài đến hỏi, cánh cửa nhà trù này làm bằng gì vậy? Ngài chưa kịp trả lời, tổ liền đóng cánh cửa nhà trù thật mạnh. Tiếng ầm của cánh cửa cũng làm chát tai Ngài. Ngài bị chết đứng lần thứ hai. Tổ biết Ngài đã được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, nên cứ để Ngài tự nhiên trong ấy. Khi Ngài trở lại sống với vật lý bình thường, tổ mới hỏi, sao ta hỏi ông không trả lời? Ngài liền trình bài kệ lục bát 52 câu như sau. Ầm vang vật lý xé tan, cái nghe vật lý chạy lang theo trần. Thầy đóng cái cửa cái ầm, tánh nghe thanh tịnh, ầm ầm vang xa. Thì ra lời dạy Tích Ca, ai nghe vật lý phải va luân hồi. Khi nghe thanh tịnh thì thôi, luân hồi nhiều kiếp, lìa rồi với ta. Rõ ràng lời dạy Tích Ca, ở nơi linh thú hiện ra nơi này. Con nhờ ân đức của Thầy, đóng cửa thật mạnh, con đây ngộ thiền. Thiền tông thật sự linh thiêng, mà phải nhận liền cho được tánh nghe. Khi nghe phải thật sự nghe, nghe trong thanh tịnh, tự nghe tánh mình. Người tu thanh tịnh chứng minh, nghe bằng chân tánh, là mình đúng nghe. Tiếng nghe không bị lấp che, là trong Phật tánh. Tánh nghe của mình, thiền tông phải được chứng minh, rơi vào bể tánh, tự mình biết thôi. Người tu trình với Thầy thôi, chỉ có vị ấy chứng lời của ta. Thiền tông của Phật Thích Ca dạy nơi linh thú, ngộ ra tánh mình. Tánh mình kỳ đặc huyền linh, nghe được thông suốt, tánh mình ngộ ra. Ngộ ra lời dạy Thích Ca, sống với tánh ấy là ra luân hồi. Vào đây bị mất cái tôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình.
Thiền tông quả thật diệu linh, khi nghe thanh tịnh làm mình rõ thân, không cần tìm kiếm dụng công, chỉ cần thanh tịnh tự trong lòng mình, tánh mình hết sức tuyệt linh, nhận được chân tánh tự mình biết thôi. Vì vậy Phật dạy là thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Hôm nay con kính xin trình, con nhận căn tánh, xin trình thầy thông. Hiện tại con hết cầu mong, vì đã giác ngộ tánh không của thiền. Xin thầy chứng nhận con riêng, đạt được pháp thiền của Phật Thích Ca. Từ nay con đã vượt qua, luân hồi sinh tử đã xa con rồi. Cũng nhờ Đức Phật dạy thôi, trầm luân sinh tử đã rồi với con. Con xin thệ nguyện lòng son, truyền môn thiền học luân còn thế gian. Tổ Bát Nhã Đa La nghe ngài trình 52 câu kệ đạt được bí mật thiền tông của mình. Tổ nói: Huyền ký mà Như Lai truyền đến đây, ông là vị tổ sư thiền tông đời thứ 28. Trong huyền ký Như Lai có dạy rõ như sau: Đến đời ông lãnh tổ vị, mạch nguồn thiền tông phải chảy về phương Đông. Ở nước lớn phương Đông có thêm 5 đời tổ nữa. Mạch nguồn thiền tông phải ẩn nơi đây một thời gian, sau đó sẽ chảy về phương Nam đến đất Rồng. Ở tại đất Rồng này có một vị vua nhận được mạch nguồn thiền tông này. Chính vị này là Phật Hoàng, tức vua Phật, và làm tổ tiếp theo. Tiếp vị vua này có thêm 2 đời tổ nữa, rồi mạch nguồn thiền tông này sẽ ẩn. Đến đời Mạc Thượng Pháp, mạch nguồn thiền tông này sẽ bùng lên tại đất Rồng. Cũng từ đây, người có tâm lớn cho mạch nguồn thiền tông này chảy đi khắp 5 châu. Vậy, ông cùng ta vào hoàng cung xin Đức Vua Bồ Đề Anh Đa cấp cho ông công hàm và người tùy tùng cũng như thuyền để ông đến phương Đông truyền pháp thiền tông này. Ngày sau, Tổ Bát Nhã Đa La và ngài vào hoàng cung trình với Đức Vua Bồ Đề Anh Đa sự việc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni huyền ký cho ngài Bồ Đề Đạt Ma dẫn mạch nguồn thiền tông về phương Đông. Đức vua và hoàng hậu cũng như tất cả quan và người trong hoàng cung đều tận mắt thấy huyền ký của Đức Phật. Đức vua có nói như sau: Hôm nay trẫm tận mắt nhìn thấy lời huyền ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trẫm có 4 ý như sau. 1. Trẫm chấp thuận cho con trẫm là Thái tử Bồ Đề Đạt Ma sang phương Đông truyền pháp môn thiền tông mà Như Lai dạy nơi thế giới này. 2. Trẫm cung cấp cho Thái tử Đạt Ma 12 người theo Thái tử phụ giúp làm công việc này, cũng như lo cho Thái tử khi ở nước ngoài một mình. 3. Trẫm yêu cầu Tổ Bát Nhã Đa La truyền bí mật thiền tông này tại hoàng cung để trẫm và hoàng hậu cũng như quan quân và những người trong hoàng tộc chứng kiến. Trẫm sẽ thiết lập một đài thiền tông thật là nguy nga để kỷ niệm pháp môn thiền tông học này, từ giả nước Ấn. 4. Trẫm và hoàng hậu cũng như nhiều người trong hoàng tộc hiện theo đạo Bà La Môn, ngày truyền bí mật thiền tông cho hoàng tử Bồ Đề Đạt Ma, cũng là ngày trẫm hoàng hậu xin quy y Tam Bảo. Tổ đứng ra quy y cho trẫm và hoàng hậu. Còn việc xả giới đạo Bà La Môn, ngày ấy do đại giáo sĩ Uất Phương Thinh xả giới cho trẫm. Tổ Bát Nhã Đa La và ngài vừa nghe Đức Vua Bồ Đề Anh Đa đưa ra 4 ý như vậy, tổ và ngài cũng như quan, quân và những người trong hoàng tộc hết sức vui mừng. Đúng 3 ngày sau là ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Buổi lễ truyền bí mật thiền tông và quy y cho Đức Vua, Hoàng hậu và những người trong hoàng tộc được thực hiện hết sức trang nghiêm. Trước khi thực hành buổi lễ truyền bí mật thiền tông này, Tổ Bát Nhã Đa La có nói: Theo quy định của Như Lai về việc truyền bí mật thiền tông, chỉ có vị nào giác ngộ yếu chỉ thiền tông mới được tham dự. Nhưng vì buổi lễ hôm nay quá đặc biệt,
nên ta xin phá quy định của Như Lai cho nhiều người tham dự. Nhưng Bồ Đề Đạt Ma, khi ông nhận tổ vị, phải thực hiện đúng với lời dạy của Như Lai. Hoàng tử Bồ Đề Đạt Ma hứa với tổ Bát Nhã Đa La: Kính bạch Thầy, con xin nghe lời Đức Phật dạy và lời của Thầy. Buổi lễ truyền bí mật Thiền Tông đầu tiên do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền có rất nhiều người tham dự. Còn hôm nay là buổi lễ truyền bí mật Thiền Tông sau cùng tại nước Ấn. Cũng có thật nhiều người tham dự. Cũng có thể nói đây là buổi lễ trang nghiêm thứ hai ở nước Ấn này vậy. Cũng vì chỗ quá đặc biệt này, nên chúng tôi xin ghi đầy đủ chương trình buổi lễ truyền bí mật Thiền Tông này. Đúng 8 giờ sáng, tại lễ đài Thiền Tông, nơi đại đản sanh hoàng cung nước Nam Ấn, Đức vua, hoàng hậu cũng như quan, quân và những người có mặt đều quỳ gối trước tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tổ Bát Nhã Đa La tiến hành buổi lễ. Bắt đầu là lời khẩn, thưa trình của tổ Bát Nhã Đa La như sau: Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay là ngày mồng 8 tháng 4 năm Bính Dần, kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Thế Tôn. Chúng con có hành đại lễ truyền bí mật Thiền Tông cho Hoàng tử Bồ Đề Đạt Ma, con của Đức Vua Bồ Đề Anh Đa. Trước hết chúng con xin dâng hương. Khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo chúng con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử truyền Thiền Tông này. Khai lễ truyền Thiền Tông. Thiền hoa nở tại Linh Sơn, pháp thiền cao quý, tuyệt hơn ngọc vàng, trải qua khắp chốn gian nan, đi qua khắp nước hiện an nơi này. Con hãy nghe dạy của Thầy, tìm nhiều phương cách, thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ Bồ có duyên, nhận được nguồn thiền chỉ riêng một mình. Ma ông biết được lặng thinh, những việc trong tánh Phật làm mà thôi. Thầy nay xác nhận phải rồi, không theo luân hồi, vật lý phải xa. Tất cả những vị ngộ ra, chính tâm thanh tịnh Thích Ca lưu truyền. Hôm nay con có đại duyên, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Theo như lời dạy Thích Ca, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên phải được truyền thiền để làm lòng tin. Tại nơi hoàng cung hiển linh, chính thức truyền thiền chứng nhận cho con. Con nên giữ lấy trong lòng, Thầy truyền Bồ Đề làm tổ tiếp theo. Vượt qua bể khổ hiểm nghèo, chỉ cần thanh tịnh, giàu nghèo màng chi. Con phải cố gắng truyền đi, nhiều người hiểu được, thiền thì dài lâu. Thiền Tông không cần nguyện cầu, chỉ cần thanh tịnh, bể dâu không màng. Tâm mình thanh tịnh bình an, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Thiền Tông không cần sớm trưa, chỉ cần thanh tịnh, không ưa niết bàn. Được vậy là được bình an, luân hồi sanh tử, buộc ràng phải thôi. Con nay đã ngộ được rồi, Thầy cấp chứng nhận ngộ rồi thiền thanh. Con nay không phải đua tranh, pháp thiền thanh tịnh dành người ngộ ra. Hôm nay thay Phật Thích Ca chính thức truyền thiền, Đạt Ma nhận thiền. Con phải cố gắng giữ riêng, để về nhà cũ chỉ riêng từng người. Buổi lễ hôm nay thật tươi, người trong hoàng tộc tươi cười chúc vang. Bồ Đề 28 bình an, vì được Bát Nhã truyền sang pháp thiền. Thiền Tông quả thật linh thiêng, Bồ Đề nhận thiền đem đến phương Đông. Nhiều người xứ ấy ngóng trông, pháp thiền tuyệt quý do con giữ gìn. Con nay nhận lấy lặng thinh, không thể nói được, tự mình biết thôi. Xuống thuyền vượt biển ra khơi, khi gặp người muốn không lời trình ra. Ở trong Huyền Ký Thích Ca đã nói thật rõ, cao xa pháp thiền,
Con đi mong được bình yên, khi nào trao được truyền thiền là xong. Tổ Bát Nhã Đa La vừa đọc xong 52 câu kệ truyền thiền tông cho Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Nhà vua và hoàng hậu cũng như những người trong hoàng tộc hết sức vui mừng. Riêng Đức Vua Bồ Đề Anh Đa đứng lên cảm ơn Tổ Bát Nhã Đa La và đọc lên bài thơ 24 câu tiễn con và đoàn tùy tùng xuống thuyền về phương Đông như sau. Thiền Tông khởi đến phương Đông, giúp người giác ngộ, Thiền Tông Phật truyền. Con đi mong được bình yên, mau mau tìm người chuyển riêng pháp thiền. Cha mẹ gần sắp quy thiên, con dẫn nguồn thiền của Phật Thích Ca. Mẹ cha nay tiễn con ra, bến sông Nhật Quý, để ra biển trời. Cha mẹ dạy con mấy lời, không được phụ lời của đấng từ bi. Thiền Tông bí mật diệu kỳ, phải truyền cho được người trì phương Đông. Dù cho gian khổ long đông, cũng phải một lòng truyền thiền Thích Ca. Cha đọc huyền ký hiểu ra, lời dạy Phật Đà, sau rốt là con. Nước Ấn từ nay không còn, pháp tiền thanh tịnh không còn ở đây. Trước đi phải tạ ơn Thầy, cùng là cha mẹ tại đây xa lìa. Cha mẹ sẽ về bên kia, các con ở lại truyền kia Phật Đà. Con phải nghe lời Thích Ca, làm tròn sứ mạng mẹ cha vui mừng. Khi Đức Vua đọc 24 câu thơ tiễn Ngài Bồ Đề Đạt Ma dẫn nguồn Thiền Tông về phương Đông xong, ai ai cũng ngậm ngùi và khóc. Chúng tôi xin nói vài nơi mà Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma dẫn mạch nguồn Thiền Tông đi qua. Đầu tiên, tại bến Nhật Quý, sông Hằng xuôi ra biển Đông Nam nước Ấn, cập thuyền vào cực Bắc nước Tích Lan, trực chỉ qua eo biển Malacca, vào đảo Côn Sơn, Việt Nam, trực chỉ vào huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, ghé Vũng Tàu, Nha Trang, Quy Nhơn, Thừa Thiên Huế, Việt Nam, rồi trực chỉ vào cực Nam đảo Hải Nam nước Trung Hoa, ngược dòng sông Trường Giang vào hoàng thành của nước Lương, do vua Lương Võ Đế làm chủ, rời nước Lương đến chùa Thiếu Lâm ở Bắc Ngụy, ở đây suốt 9 năm, sau cùng truyền bí mật Thiền Tông lại cho ông Chu Thần Quang, pháp danh là Huệ Khả, làm tổ sư Thiền Tông đời thứ 29.